Lời này chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Bên vườn về ở ẩn giấu nghề làm bảo vệ. Tập 4 liên phân bộ này phòng mô tả nhé. Hắn ta là Kim Ưng à? Vâng, hiếc hồ đại nhân. Vậy mà bọn mày nói xem, bọn mày tại sao lại thua thực lực hắn thế nào? Nhìn ta mà mày nói trước đi. Mọi người vì cốt mày mà tốn nhiều sức lắm. Hắn rất mạnh. Được rồi, xong đâu, đến lượt mày nói đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, lần sau thuộc hạ chỉ giết hắn. Đúng là đáng sợ, không hổ danh là Kỳ Mận. Dở dàng phá được tinh thần của hai sát thủ vô tình. Chúng ta rút lui về vùng mệnh. Rút lui, vậy là nhiệm vụ thất bại. Không, chỉ cần vô được Kỳ Mận ra thì nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Trước hết thì cho hắn sống thêm 2 ngày nữa. Các người nghe rồi chưa? Kỳ Mận đã không đối phó được với phụ nữ, quả là tin tình báo giả. Mà tiểu đội hiếp hồ xem ra đã đập đinh, thấy sắc mặt rất là khó xem. Ta nói rồi mà, Kỳ Mận nổi tiếng hung ác, sao lại không ra tay với phụ nữ chứ? Trở về rồi à, Dương đại nhân. Đại nhân à, đội hiếp hồ y đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà người không giết Kỳ Mận. Hiệt lạc, lẽ nào người muốn lấy công trả thù riêng? Ta đã nói rồi, Kỳ Mận không có nhược điểm tức cười đó. Dừng tay đi, Hiết Hồ đã nghe lời ta dù Kỳ Mận. Nhiệm vụ của cô ta đã hoàn thành. Còn Hiết Lạc, bây giờ đấu với hắn, có nắm chắc được phần thắng. Là anh em và bạn đội cũ của hắn, thuộc hạ chắc chắn 100% giết được hắn. Nè, lái xe đi chứ, không được nhìn lung tung. À sao, mình lại có hành động có vẻ thần thiết thế chưa? Sao anh lại là tay thế đưa đến tổng bộ giáo hồ sơ thế? À, em tưởng anh muốn thế sao? Ta sớ trực ban nghỉ bệnh, anh làm thầy thôi. À phải rồi, cảm ơn em tôm đó đã ném nhận giải về dành. Không có gì. Có phải là anh cảm thấy cô gái đó rất lặng lỡ? Hả, à, làm gì có. Em mới biết kết hôn 3 năm đã ly hôn. Tí chồng em phản bội em, nhưng mà vào lúc chưa ly hôn thì em đã cùng anh. Đừng có nói chuyện đó nữa, dù sao thì cũng là tay chồng em trước. Nói đơn giản thì anh là độc thân. Em đã kết hôn phải chịu trách nhiệm với gia đình. Nhưng em đã làm chuyện đó thì em cảm giác không phải là một người gái tốt. Em lần đầu với anh là vì chồng muốn ly hôn với em. Anh cảm thấy thì em không có sai. Không ngờ miệng mồm cũng ngọt thế. Hả? Yên tâm đi, bí mật tối đó anh sẽ bảo vệ mãi mãi. Tiết kỵ số 9 lính đặc chủng, thuộc trinh sát một trong mắt. Mặt anh đánh đi nhìn đi đâu thế? À đừng đánh chứ, đang nhìn kính sâu mà. Đến tổng bộ rồi. Tao dám. Anh đợi em bên ngoài. Tâm tình em tốt hơn rồi. Vậy thì tốt, làm người phải nhìn vào phía trước. Cảm ơn anh. Anh đi nào. Alo, Tô Mộng Hận. Alo, Nhất Phi. Em nghe được một chút tin không tốt về Hứa Dình Dành. Tối mai anh đến tìm em nhé. Sao thế? Có thể sẽ bàn trực tiếp. À thôi được rồi, là thật ra là tin gì nhỉ? Alo, Minh Sinh, đang ở đầu thế mô lấy xe lên đón tôi. Phụ nhân à, tôi hết đóng nối nữa rồi. Đúng là vô dụng, không biết công ty nó mấy bảo an vô dụng làm cái gì cho, khiến đồ cũng mệt nữa. À xin lỗi phụ nhân, tại vì đâu quá nhiều mà. Tờ quyền con gái của phó đồng trưởng, sư tổng công ty. À một số cả hình như là tài xế của công ty chúng ta. Nè, anh là nhân viên của công ty tôi đúng không? Qua cầm đồ giúp tôi đi. À xin lỗi nhé, tôi là tài xế công ty con. Cái gì? Anh là người của công ty con? Anh có tin là tôi bảo công ty đuổi anh không? Xin cô hãy cẩn thận ngôn từ. Anh nói lần nữa xem, tôi là thiền kiềm đón sư trưởng tổng công ty đấy. Ây chà, Tiểu Lý, cậu đi à? Tiểu Vượng. À xin lỗi tổ tổng, cậu ta mới đến có biết quy tắc để tôi khuyên. À sao cậu lại đây? Đừng có nói nhiều nữa, khiến đồ đi. Hai người một lần, tôi đang đợi người đấy. Tôi tổng mà, tôi nói vài câu với bạn, chúng tôi sẽ giúp cô đưa đồ lên xe. Không có lần sau đồ đấy một lần. Tiêu Vườn à, sao cậu lại đến tổng bộ bài? Thân chức đi. Tôi nhắc cậu, tổng công ty có vài người tuyệt đối là không nên chọc. Trong số đó là Tù Quyền. Cô ta là thiền kiềm phó đồng sự trưởng, tính cách thì ngàn bướng, thích đọt đàn ông. Có người khác chơi xong là bỏ, gặp phải cô ta thì phải cẩn thận đấy. Nghe nói cô ta có thù vì Hứa tổng, tóm lại là phải cẩn thận.
Sao không có em nào giàu có nuôi tôi cả thế này? Cướp đàn ông mà không lý, hai tổng giám cũng mặt mày, mày cũng mặt mũi đến gặp tao sao? Ở tổng giám à, thiền phương thiến con yến này dám xuất hiện trước mặt tao à? Phương thiến, mày lại dám xuất hiện trước mặt tao? Tô Quyên, chính là của ta đó. À, Phương Thiến, Tô Quyên bảo bối, thì ra em ở đây à? À, đúng thế. Là sao chậm chạp vậy? À, xin lỗi em yêu, là anh đến muộn. Trần Minh Sinh, chồng cũ Hà Phương Thiến. Minh Sinh, Phương Thiến sao em lại ở đây? Mày làm gì được hả? Đến tìm người đàn ông bỏ mày gây sự à? Mày vốn không giúp được gì cho sự nghiệp của người đàn ông này, của mày. Em đã mua được vé vào cửa giờ hiệp tổ này. Nghe nói là khách VIP của Kinh Thành tới. Minh Sinh à, anh vui chưa? Vui lắm. Xin lỗi, tôi chỉ đến tổng mộ đưa hồ sơ, có việc đi trở nhà. À đúng rồi, nói mày biết một tin vui. Tao và Minh Sinh tháng sau kết hôn đấy. À chúc mừng cậu nhé. Tao cho mày biết một bí mật. Minh Sinh rất tốt với tao. Khi lên giường thì còn mùa mùa với tao nữa. Mày có hưởng thụ qua chưa? Tao đã cảnh cáo rồi, đừng có xuất hiện trước mặt tao. Mày thật to gan. Không nghi tao thì bây giờ tao trừng trị mày thế nào đi? Mày và vợ cũ của Minh Sinh, anh ta nói tao biết khi lên giường mày thế nào đi? Có còn tao tuyên bố trong mạng nội bộ công ty hay không? Thì Minh Sinh đã bỏ mày, nhưng mà tao nghĩ đàn ông trong công ty sẽ có hứng thú với mày đi. Tao Quyền à, đã đến chi nhánh làm rồi, tránh xa các người có còn muốn gì? Mày tưởng đi là an toàn à? Gần đây đi chung với tiền nhận hối trình dành, bản thân làm tổng tài hòa giường, đến khi công ty đều là của tao thì mày sẽ làm cái gì? Nhưng mà tao sắp đến ngày vui, tao không muốn chơi tận như vậy đi. Để tao tát mày một cái vì xuống xin lỗi tao, thì tao sẽ cho mày tiếp tục ở lại công ty. Tao Quyên. Có rồi. Còn được, con lắm thì tôi đi. Còn điếm thối này. Lúc nãy là tao đùa đấy, đánh mày còn cần mày đồng ý sao? Úi. Ui, kế nào lại dám to gan dám đến tao? Kỳ mừng dì phòng sẽ chấm dứt tội ác của mày. Nếu không làm được thì hôm nay tao không làm ngươi Nhất Phi. Phù hợp diễn viên này đừng nói lộ phân phận của anh. Nhưng anh diễn qua lố quần áo cũng không đổi sẽ bị Tô Quyền nhận ra mất. Anh là chuyện nhận biên thái. Đúng vậy là tao đây. Tô Quyền đúng là bị mù thật rồi. À, Tô Tổng không sao chứ? Đến lúc lâu lắm, đánh gãy chân của nó đi. Dám cho Tô Tổng mày chết chắc rồi. Trên rời đi, thằng nào chẳng sống thế. Đội trưởng Hổ Cà làm công tác bảo an. À chờ, hình như mình đã gặp tên này ở đâu đó thì phải. Đâm chết thằng thiếu năng này đi. Vậy thì đừng trách tao. Thế thần tấn công, kiếm ước chi phong. Thật ra động tác quá nhanh, chỉ thấy là tàn ánh của phần thần à. Thưa vị, tao cũng lộ một chút bản lĩnh đây. Sức mạnh cờ bắp. Bắt đầu nào. Đại ca, em xin lỗi, em sai rồi. À, lớn tiếng tao không ai biết, không nghe. Mày là Minh Sinh à? Tao tìm mày có việc đấy. Ui, đứa qua đi. Tao thấy mày hợp với cái mụ này. Ây da, Minh Sinh, nắm mày là đánh thi cho cô Hà đấy. Giờ đến lượt mày rồi. Ui, đứa, tao sai rồi. Ui da, được mà. Dứt trong người khác nè. Đến cái hôm nay này nè, không dám hứa, nó lớn lên. Ui, không dám. Ôi sao chứng pháp lợi hại quá. Ôi kỳ mừng phì lòng đến lượt phải đi rồi. Anh đúng là biết đùa tao đấy. Sao anh lại nghĩ ra chiều đó thế? Lúc nãy mà đồ vô cô ta sẵn tiền lấy thôi. À đúng là vui thật đấy. Trong lòng thấy đỡ hơn rồi chưa? Ôi cảm ơn anh Lý Nhất Phi. Cuối cùng em cũng đã giải thoát rồi. Đã nghĩ thông suốt rồi thì tốt. Ủa em làm gì thế? Còn đã lúc này em còn ra vẻ tốt nữa đâu trang mà. Huy được yêu lầm. Em chỉ là muốn báo đáp ân cứu mạng của sĩ nhà biến thái thôi. Chiều hôm sau, ta trang viên của Ô Long. À, Phương Thiến thật là có nhiều xe sàn thế mà xem ra nhiều người có tiền đến đây à. Nhất Phi, em gần đây nghe được một số tiền và có một số liên quan tới Hứa Tổng muốn nói với anh. Tôi mời anh đến trang viên Ô Long tìm em đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì anh nhỏ? Xin chào, tôi là Lý Nhất Phi, Tô Tiểu Thư, bảo tôi tới. À, tôi đưa Tô Tiểu Thư thông báo mời vào trong. Lại mà ăn mặc quê mùa như vậy, không biết nữa, lỡ đồ gì cả. À, tôi cũng không quen biết. Đúng đó, tướng đi là nơi nào chưa?
là một giờ hội hồng bẹt rồi, mình không biết nên không chuẩn bị. Tò mò đi, không phải đến dự tiệc mà, đến thì tôi mộng hơn mà thôi. Hỉ, à, trước hết thì no bụng cái đã. Chúng ta uống một ly được chưa? À, chào anh ăn mà tờ là thứ gì đấy? Cũng đến tham gia tiệc à? À, xin lỗi, anh có phải khách đang đợi người. Tình cờ thờ đấy hai chị em bọn em cũng đang đợi chủ nhân của dạ tiệc. Vậy có duyên rồi, cô uống nhé. À được thôi. Lý Hân Nguyệt tổng liền vào. Tên ăn mà tôi cờ kia lại thế, không biết nữa. Lại còn đứng gọn hai người đẹp bình tĩnh này chứ. Mà này chứ, dự dạ tiệc mà ăn mặc quê mùa có phải là không có tiền đủ. Ê chà chà, xe máy đến đây nè, không phải nhân viên công ty đó sao? Chắc là lén vào chứ gì. Tô Quyền: ồ, cửa không có ai nên tôi lén vào đi ăn đấy. Anh đúng là hài hước. Giờ hồi này có thể vào được tí tiền được chứ? Cái tên này sao lại ở đây? Không thể nào, hắn còn nhân là nhân viên của công tử nhà nào đi. Ngồi trang viên, quý trà tông thiếu cuối cùng đã tới rồi. Đã xác định là Lý Hơ Nguyệt và Tống Liên vào. Đâu ở trong chưa đã? Ở đi nào? Vâng. Ờ, tờ hôm nay nhất định phải hàng phục hai con ngược cái này. Ờ, vâng vâng vâng. Tống Từ Hiệu. Tôn Đỗ Nhiên: ủa? À, Tống Thiếu đến rồi. Chúng ta hãy bàn bạc công ty Dù Hòa trước. Công ty nhân hứa dành dành. Anh từng hài hước, lại kiến thức sâu rộng mà. Bọn em cũng thế hả? Kiến thức to to. À, không nhiều thật. Lý Hoàng Nguyệt à, Tống Lý Giao, bọn em từ to gàng lại dám từ chối lời mời của anh. Tống Thiếu, con dám trò chuyện với thằng đàn ông khác à? Lần này có kịch hay để xem rồi, để xem thằng nghèo mặt kia làm thế nào. Tống Thiếu, giữa đông người như vậy anh định làm gì? Anh mau thả chị Hoàng Nguyệt ra, quỳ đầu quá. Đi chơi với anh thì anh sẽ buồn tay. Nè, buồn tay đi. Không biết tôn trọng phụ nữ chút nào sao? Mày là ai? Lấy là thằng bảo vệ chết tiệt này. Vì nó cũng có thù với Tôn Thiếu. Thú gì? À, là Tôn Thiếu đi mà. Thì rất là mày à. Là bạn tao Tôn Thiếu bị thường. Tao đã nghe cỡ vợ mày. Mày chỉ là cái tên bỉa đỡ đang chữ dình dình mà thôi, thằng ép à. Ở đây không chào đón mày, thằng chó đi. Nhau phì à, tên anh không sao chứ? Lúc nãy tiếng động lớn thật. À, anh có đau lắm không? Có con gọi bác sĩ không? Tay anh không sao chứ? Nghe nói hai cô gái đó chịu trường ghét bạo lực. Họ là đại sứ hòa bình của thành phố đấy. Ây chà, Tổng thiếu bạo lực này nằm keo dưới chắc rồi. Nè, cảnh cáo anh không được dùng bạo lực đấy. Với từng đàn tịch cháy máu mũi rồi kìa. Ôi, chắc tao đang nằm chim bao quá. Cửa tiệc mà. Tới đi. Mày muốn xen vào vụ này à? Hình như là mày ra tay trước. Từng nhảy, mày có biết tao lại không? Tông Từ Kiếu tao đi. Từ nhỏ tới lớn là ở đại viện quần nhân kinh thành. Sau khi cho ngủ, tao mạnh hơn cái đám phế vật phá giới rất nhiều. Còn mày là ai? Một thân báo ăn nhỏ bé, thậm chí còn không cần tao ra tay cũng đánh nát mày có tin không? Hả? Quân đội cũng có thằng bay hỏi như mày à? Mày muốn chút? Nó đã nghĩ gì thế? Là dám chọc Tôn Thiếu, một người bình thường. Không biết là Tôn Thiếu lợi hại như thế nào sao? Thì phải đó. Nó chết chắc rồi. Ừ, đúng là tình thiêu não. Chịu chút đi. Dân tay. Thôi chủ quán giờ tiệc. Ai rất ồn ào đâu. Không xếp chủ quán này ra gì cả đúng không? Ê chà, Tôn Thiếu đi mà. Đến gặp nội già đúng hèm. Ờ, chào thùy chủ quán. Tôi có việc muốn báo. Cái tên này quần áo không chỉ tờ cũng tham gia dự tiệc, là bất kính với giả tiệc này. Vì khách này, quần áo không đàng hoàng thì mời đi cho. Ở đây là giờ hội cao cấp, khôn ngoan. Không hoan nghênh những người, một số bộ đàng hoàng cũng không có. Đi ra tổng quản, người này là quần áo cũng không chỉ tờ, phải ra ngoài. Ờ, sao thế được chứ? Tống công tử là bạn thân của Triệu Kình Lý chúng tôi. Còn mày là cái gì? Đi mau đi, nếu không tao đánh mày ra đấy. À, xin lỗi, tao không phải là khách của gia tiền này. Cái gì? Không phải khách, vậy anh ta là người thường rồi. Sao lại vào gia tiền này làm gì chứ? Cái gì? Lại dám trà trộn vào đây, mở nó cho một cút đi cho tao. Tao còn tưởng là ai? Thì đó là thằng trộm vặt trà trộn vào đây à? Tao gàng lắm. Lại dám đùa giỡn với cô gái mà bốn thiếu gia nhầm tới. Cút ra ngoài cho tao.
Xem nói lần này làm được cái gì, dám vào đây đúng là tìm đường chết mà. Nhật Phi à, chắc là hiểu lầm bọn em sẽ bảo vệ anh. Anh không phải là khách, nhưng mà chủ nhân ở đây là bạn anh, cô ta gọi anh tới. Chủ nhân ở đây là Triệu Linh Lý, không nói là tao biết có người như là mày tới đây. Là thật, Tô Mộng Hận cũng phải chủ ở đây à? Nè mày thấy rồi chưa, tao và mày khác tầng lớp đấy. Một câu của Tào Thùy đã làm mày cút khỏi đây rồi. Chỗ này không phải là chỗ cho bảo án nghèo như mày tới cút đầu, xéo đi. Nhìn nó đúng là tức cười mà. Xéo ra ngoài. Chúng ta uống rượu mừng nè. Tình cảnh cơ sự đúng là đã mất hả thật già thật đấy. Ra ngoài đi, mày vốn không có chỗ tụ về này này. Tóm liền vào Lý Hân Nghiệp, hai cô sao lại đi chung với cái tên nghèo mà đó thế? À đúng rồi, mày cũng là chỗ sai của Hứa Dình Dình. Vì á ta lần trước đã tụ với bạn của Tào Tồn Thiếu, với phiền mày về nói với Hứa Tổng Mồn Tào đã báo cáo với Tô Tổng của Tổng Công ty mày. Nếu như không đến xin lỗi thì Tồn Thiếu thì cẩn thận vị trí của á ta đấy, rõ chưa? Cút đi, mày vốn không thuộc tầng lớp của bọn tao. Ai phải cút tê? Triệu Kinh Lý. Triệu Kinh Lý ở Long Trang. Sao lại là y? Triệu Kinh Lý. Sao anh lại đến đây? Là huynh đệ đâu? Xin lỗi nhé huynh đệ, tôi vừa có chút việc đình trở ở Long Hòa, tự đã nhờ anh bảo vệ tiểu thư. Còn sao, đó là việc quân nhân cần làm, vì thế tôi này tiểu thư mà đến để được cảm ơn. Ý, Triệu Kinh Lý, sao anh lại đánh em? Đồ tiêu não, có mất gì không vậy? Đại nhân, vị này là... đây là khách quý của tiểu thư. Quý, sao lại là... bây giờ tao đuổi việc của mày cút một. Triệu Kinh Lý, xin lỗi. Huynh đệ, rất xin lỗi vì đón tiếp còn chủ đáo. Không sao, với vài tên tiếp rượu không cần phải bận tâm. Lý Nhân Phi không đơn giản, xem ra là bản thân của cô tiểu thư. Quân đệ không bận tâm gì tốt quá. Tống Thiếu à, chuyện gì thế? Hắn sao lại ở đây? Hắn là Tống Tử Kiều à? Giáo quan, con có muốn giải thích gì không? Con tưởng tôi không biết tính cách của cậu. Cậu là lính của tôi vậy đấy. Thằng cháu đã cướp gái của tôi trước. Tống Tử Kiều, chúng tôi không phải là hàng hóa, không có liên hệ gì với anh. Vậy chúng tôi cũng là lần đầu gặp anh Nhất Phi đấy. Tống Tư Kiều à, con làm tôi tốt bọt quá rồi. Ban đầu còn nhập ngũ là đã gây sự, bây giờ xuất ngũ cũng còn ngang bướng. Tôn Thiếu, Tô Tổng ở đây không hoan nghênh ba người, mau ra khỏi gió tiệc đi. Cái gì? Quỳnh đề mời bên này, Tô Tiểu Thư đang đợi. Người đẹp à, anh đi nhé. Cảm ơn hai em đã chia sẻ cho anh. Nên mà, ôi anh ta có quan hệ với Tiểu Thư, tuy đã tội với Tống Thiếu nhưng mà cũng xứng đáng. Chớ tiêu thực. Gia quan đơn tướng tôi sợ ông. Tôi từng thi tuyển tình anh của Tiêu Đội Phiền, báo tên Lý Nhất Phi thì đừng có hống hách nha. Trở về nói với Hứa Tổng các người cẩn thận đi. Hả? Hắn từng thi tuyển vào Tiêu Đội Phiền à? Chúng ta đi. Đúng là nam thần đẹp trai, hai hước liền cao quý đi chứ. Anh ta rút cuộc lại thế. Ái chà, có lẽ đã gây gố một rắc rối nhỏ rồi. Và có lẽ chúng sẽ ra tay với công ty Dành Dành. Quân đề à, con đang lo về y hiếp lúc nãy của Tống Tư Kiều à. Nói đi, cô sầu mới có tên ở trong danh sách của Thi Tiện Phiền là và bị loại ngay. Nhưng mà nó có đi khắp nơi lao tét là vì được Thi Tiện vào. Đều là tình anh, cả tôi cũng không có vinh dự đó. Quân đề cứ yên tâm. Đến rồi à, mời Lý Quân đề vào, tôi đi thử. Sao thế Quỳnh Đệ? Tổng Tư Thự, xin lỗi anh. Ây da, có xin không? Ui, Mộng Hân à, anh không có ý đâu. Anh vợ sao không gọi cửa thế? Thế nào? Không thấy đồ trước mặt anh nên anh thất vọng à? Không có. Anh không có ý này. Đi là Mộng Dần sao lại mặc đôi khiêu gửi tới này chứ? Có lẽ mình trồng nữ thần là cái tính cách hôn dại ư? Được rồi, chúng ta đi được chưa? Nhất Phi, anh có biết tại sao em tìm anh không? Liên quan tới chuyện của Hứa Dành Dành. Đúng vậy, gần đây em đang tính đầu tư phát hiện ra có người nhắm vào công ty của Hòa Dượng của Hứa Dành Dành. Đúng vậy đó.
Và không chỉ là bọn họ mà thôi. Hả? Lấy nào cô có vợ tấn công tử bộ lúc nãy sao? Nhưng nhờ mất nhất vì anh đã cứu em hai lần. Lần này thế nào em cũng phải giúp anh một lần. Vì thế lần này vì đề phòng bọc trắc, thì em đã giúp anh mời những người tài tòa mặt lớn ở Nghiệp Thành tới đây. Như thế thì anh sẽ quen mặt bọn họ. Tôi tiểu thư chào. Ui, tôi tiểu thư tới rồi. Tôi tiểu thư xin lỗi chuyện cháu tôi lần trước. Hoàn ngành tôi tiểu thư đầu tư vào thành phố này. Tôi tiểu thư mời chúng tôi tham gia dự tiệc lâu vinh hạnh của chúng tôi. Người bên cạnh của tôi tiểu thư là ai thế? Để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là anh họ tôi Lý Nhất Phi. Anh ta rút cổ phần không lâu. Gần đây đã làm việc dưới công ty của Mậu Dịch Hoa Dược. Mọi người nhớ chiếu cố anh ta nhé. Cái gì? Tên bảo an tiếp rượu đó là người của nhà họ Tu, không biết rồi. Người nhà họ Tu sống ở thành phố chúng ta sao? Sao có thể chú? Nhật Phi tiên sinh, có cần gì có tiền tôi nhé. Xin lỗi anh còn độc thân phải không? Nhật Phi xin đến công ty của tôi làm đi. Tôi cho anh chức giám đốc luôn. Con gái của tôi sinh nhật ở đấy đấy. Mộng Hân. Như vậy thì công ty của Hội Dương sẽ an toàn. Xem như là báo đáp anh đấy. Ô Lộng Sơn Trang, sau giờ tiệc, mời vào. Mời Lý Thị Sinh, tôi tiểu thư đang đợi anh. Sao nhiều người đợi mình như thế? Chàng trai số khí tại đây rất xứng với con gái của mình. Nhật Phi, anh đến rồi. Để giới thiệu hai cô gái cho anh làm quen. Nếu mọi người đợi anh rồi, tức ngại quá. Hả? Hai vị này là nữ MC nổi tiếng nhất thành phố. Bọn em là ngôi sao lớn à? Ui, vậy mà lại giấu anh. Xui cả, anh cũng giấu bọn em mà. Không ngờ anh lại là người của nhà họ Tù. Họp riêng lần này là mong các vị giúp chiếu cố đến vị anh họ của tôi ở Nghiệp Thành. Tôn Hội Trường à, ông có vấn đề gì sao? Anh Lý Nhất Phi à, tôi thấy thằng cháu Tôn Đông Nhiên của tôi, xin lỗi anh. Ông Tôn việc đã qua thì bỏ đi. Ây da, chuyện gì tên này, mong hận sợ đôi mình. Không được, càng sợ thì càng gần rồi. Trước đó thì bỏ cả nỗi y quyến rũ không mặt. Không lẽ Mộng Hận là người như thế ư? Thôi gần rồi, trúng rồi. Cứ tiếp tục như thế thì sẽ... Báo cáo đội trưởng, tôi là sĩ trận địa sắp hết dữ nói rồi. Trận địa sắp thất thủ rồi. Tôn Toàn Năng. Ông nói gì thế? Xin lỗi. Ôi, chị xin lỗi rõ ràng là không thành ý mà. Ông ta chỉ xin lỗi bờ ngoài. Không được. Mình đúng là không nghe rõ ông ta nói cái gì. Và Tôn Mộng Hận thì đang rằng... Thì ra em ấy muốn mình biểu hiện hung dữ một tí à. Tôi sẽ tặng cậu hai chiếc siêu xe thứ thao xem như là bù đắp. Thôi được, như vậy thì tôi... chuyện gì tới này? Còn chưa giữ yêu. Không, lần này là chân trái bị sờ. Không lẽ lần này sao lại là em sờ chân anh chứ? Này, em không sợ Tôn Mộng Hận nhìn thấy gì sao? Nhưng không xong rồi, sờ vào xong nữa thì... Ôi, chúng ta cuối cùng đã giữ trực trận đĩa rồi. Chết rồi. Quân địch đột phá từ phía sau, các đồng chí xung phong. Bây giờ. Quỳ vẫn chưa đồng ý. Đúng là khách quý từ Kinh Thành tới mà. Xin lỗi, tôi tặng thơm cậu một căn nhà xem như là tạ tội. Đúng là người đàn ông mình thích mà rất biết cách làm ăn. Mình có nước mặt này là vì ti đã chạm vào chỗ đó đó. Trần Địa không giữ nói nữa rồi, nhất định phải thông báo cho Dương Cờ lên. Lần này chắc là đủ làm anh ta hết giận rồi chứ. Tôn Hội Trưởng, ông nói gì hử? Hết cách rồi, phải đổ máu thôi. Tôi nghiện đẹp tất cả làm ăn ở vườn vào cát giao ra. Chị Nhân Phi tiên sinh bó qua cho chú tôi. Tôn tiên sinh có thành ý thế. Vậy tôi thấy Lý tiên sinh nhận lấy, chúng tôi sẽ bỏ qua. Ôi, đúng là kỳ màn diễn sâu thật đấy. Kết quả thế thì tôi nghĩ chắc là anh họ cũng đã hết giận rồi. Anh có giận đâu, Mộng Hận à. Anh chỉ không nổi mặt mày nhăn nhó như vậy thôi à. Hai cô gái này đúng là nhiệt tình mà. Hả, quân ship sexy của mình đâu rồi ta? Nhân viên trang điểm của Tô Mộng Hận. Vậy Tô Hội Trưởng à, việc liên quan tới cháu ông đến đây là xong. Nhưng mà tôi còn đây nghe được tin, có người muốn ra tới với Mậu Dịch Hòa Dương. Tôi gần đây đầu tư vào Hòa Dương vì thế. Trong thời gian này tôi không muốn nghe tin tiêu cực nào về Hòa Dương cả. Các vị nghe rõ rồi chưa? Úi, tôi đi thôi, yên tâm đi. Chúng tôi không có ý gì với công ty đó cả đâu. Đúng đó, một câu yên tâm.
Mong hơn lần này cảm ơn em nhiều, giúp anh giải quyết hơi rắc rối. Anh cách sáu qua rồi chỉ là báo ân cứu mạng của anh mà thôi. Em sẽ cho người báo cho gia tộc của Tôn Thiếu, tin rằng cậu ta cũng sẽ không dám tạo ra sóng gió gì đâu. Cảm ơn nhiều, nhiều. Em đã tìm được nhiều việc cho anh. À, Tiểu Triệu, nào, đây là thẻ VIP. Sau này anh cứ đến đây, thẻ này là của anh. Đi rồi. Làm ăn của Tôn hiệu trưởng đã giao cho nhờ Triệu kinh lý lo liệu. Sau này có việc thì cứ tìm anh ta. Ở Nghiệp Thành mà lại có nhân vật thế này, mình phải lo cho tốt, sau này mới giữa thằng Hoàng phát tài. À, tôi tiểu thư cách sáu rồi. Ô, chào anh. Em còn vài mối làm ăn cơn bạc, đi vài tiếng trước nhé, Triệu kinh lý à. Hãy dẫn Nhất Phi đi nghỉ đi. Nhất Phi đợi em về rồi đưa anh về nhà. À, mời Nhất Phi tiên sinh. Tại phòng VIP. Mời Nhất Phi tiên sinh hãy nghỉ ngơi một lát. Wow, đẹp thật đấy. Tới đây rồi, nghi ngờ một lát thì hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, mình cũng không thư thả thôi nè. À, đúng là thoải mái mà. Đàn lộ chứ đừng nghi ngờ như thế này. Hả? Hai em lúc này... À, mình cứ uống, hơn nữa thì ở đây cũng là khu nghỉ chung. Anh Nhất Phi là khách quý đến từ Kinh Thành đây mà. À, hai em uống say rồi. Hôm nay vui, nên không uống tới một tí thì bọn em không ngờ lại giống kỹ như thế đấy. Tên tôi còn ổn, phải tìm cách tốt thần. Nhất Phi lúc này anh bảo vệ bọn em không bị Tôn Thiếu ăn hiếp để đáp lại thì hai bọn em làm gì thế hả? Họ mê rồi, thế tướng cho anh không cứu đâu được. Nè hai em, nè những cái gì mà nhìn, mau tìm một cái cành cây lại đi coi. Ở đây có tận hai bình nước, con chọc vào đỡ uống đấy. Tầm 3 tiếng sau. À, lần này tiếng sau đây là mình bị ép buộc thôi. Nhân vị anh ở đây à? Em đã làm xong việc rồi, em sẽ đưa anh về. Ờ, à, vậy làm phiền rồi. Anh đợi cái chán không? Ờ, à, cũng ổn. Không còn hơi mệt đi mà. Dưới căn hộ của Lý Nhất Phi, Tiêu Từ Thừa đến rồi. Chúng ta cũng lên nào. Đã đến lầu 7. Tô Tiêu Thừa là đi theo mình thế này. Tiếng người không phải đến dưới nhà là được sao chứ? Ờ, à, đến nhà anh rồi, cảm ơn em đã tiến anh về. À, không sao, em tiến anh vào nhà. Sao cơ? Không lẽ em ấy lại muốn... Dù nhà anh tôi mái tờ đấy, hay là chúng ta thử xem có kiên cố không? Vào nhà mình, sau đó thì... Chờ tiệc, chết tiệt thật. Làm sao đây, tính sau đây, tính sau đây. Em ta là con gái của thủ trưởng số 3 đấy. Nếu như mình và em ấy có quan hệ thì mình xử lý với gia tộc em ấy thế nào đi? Vì em tiện anh đến đây thôi. À, để nói mà. Đừng đừng là con gái của thủ trưởng thứ ba, sao lại làm gì đó chứ? À, vậy chào buổi tối nhé. Ừ, ngày mai gặp. Nà đi, khổ đã. Sao? Sao em lỡ nhà cướp bên mình tới đây? Ủy, em không phải lợi bi thự sao? Ít ra thì cũng phải ở khách sạn phòng tổng thống chứ. Em cũng muốn thử nghiệm cuộc sống bình dân xem như thế nào. Ở gần anh chỉ an toàn, với lại em không có người thân, vì thế em dọn đến cớ anh. Ai, anh còn tưởng là... Hử? Anh tưởng là gì? Tưởng em sẽ vào nhà anh sao? À không, 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 anh không có ý đó. Em đã nói là em yên tâm về anh, sáng mai gặp nhé. Mộng hờn cũng thật to gan. Nếu như không phải lúc này mà quà đèn của mình uống 3 tiếng trước thì tối nay đã khác rồi. Những ngày sau này xem ra không dễ chịu gì nổi gì rồi. Ý, em ở đâu? À, Nhất Phi đại ca đã về rồi. Tại sân bay. Em lại đến đây chị hai anh rể à? Sáng hôm sau. Ôi đây đã, cái giọng này là Tô Mộng Hân. Cô ta đến nhà mình rồi. Không không không, y không biết có đường đâu cũng quý nhận hay không, nhưng mà chị về em nhé, hai sáng này thơm chút bột ngọt. Vâng vâng vâng, em nhớ rồi. Cái đó đâu phải bột ngọt. À, nấu thơm một chút là được rồi. Vâng em đã nhớ. Nhật Phi anh thức rồi à? Mộng Hận, sao lại ở nhà anh chứ, em quen với y. À không, sáng nay thấy cô ta mua đồ ăn về, em thử quen nào, thử món ăn em làm sao. Điểm tẩm ăn cái này. Ôi không được không được. Tô Tiểu Thư hôm qua vừa mới giúp mình, mình nhất định không làm kho mấy. Ừ, kho ăn thế nào cũng phải ráng nuốt.
Kỹ năng đặc chủng cộng 7, vị giác vô cảm. Kỹ năng đặc chủng cộng 8, ăn thời gian cực ngắn. Hả? Còn cô này? Trời trời trời, cô còn sống mà. Sau này cứ để anh nấu đi nha. 10 phút sau, y thiếu tiền anh. Cô ấy tự nhiên đem đến việc nhà làm em được cái hiểu lầm. Được rồi, em biết rồi. Thứ bảy anh có rảnh không? Đi dạo với em nhé. Thứ bảy à? À được, dù sao thì hôm đó cũng không có làm gì. Ở trong khi đó thì đứng lại. Thằng khốn đứng lại đó. Mà nó chứ, đất tổ với hiệp hội bơi lội khả ứng bộ tàu mà chán sống rồi hả? Ôi cùng đường rồi. Xe mày chạy đi đâu? Dám bán vào cứu sinh trước hồ bơi bộ tàu chán sống rồi sao? Chó bộ ngoài ác đồn nè. Hứ. Hí. Đi. Bộ mày lại. Cảnh sát. Chạy màu đi không trong được đâu. Sao lần này tốn người có là mày thế? Ôi lần này tôi đâu có phạm tội gì đâu chứ. Sao gần đây mình nóng thế này? Cũng tại cao thủ bí ẩn đó, anh ta thật ra đang ở đâu chứ? Hả? Là Lý Nhất Phi. Chuyện lần trước thì đều tại anh ta. Cao thủ bí ẩn đó sao đi đâu ngồi bị mất chứ? Còn đã. Đứng lại đó. Ôi được cứu rồi. Nhật Phi khoan đã. Chào Lâm Quỳnh Quang. Lời là Lâm Quỳnh à. Em về nghỉ đã lâu. Cuối cùng đã thông suốt rồi. Hôm đó có thủ bí ẩn của mặc áo trắng như anh nhất định là. Ồ. Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi à. Cũng phải. Tìm cái cớ sao gà để chưa hết cách rồi. Em xem ra chỉ còn một cách. Anh nhất định là bạn của anh ta có đúng không? Như vậy thì anh mới thường mặc áo quỳnh. Nè tháo nào em thấy quen mắt lắm. Hả? Em này đầu óc bị sao vậy trời? Đúng đúng, tốt lắm, ngày mai anh giúp em hẹn anh ấy rồi nha. Hả? Anh không, có tôi bí ẩn đó. Không có rảnh đâu. Mọi việc nhờ anh đấy. Nè, em có nghe anh nói không vậy? Mình còn phải đi dạo với Tô Mộng Hật nữa. Công ty Hòa Dương, Dinh Dinh, Lý Nhân Phi, báo cho anh một tin không vui. Em gái là đến rồi, gần đây nó lại nói là đến dọn ở chỗ em. Thôi được, rắc rối đến nữa rồi. Được, anh đi làm đi. Còn nữa, ngày mai anh đi dạo với em và sai sai nhé. Hả? Hả? Ngày gì với trời? Tổng đội đá, anh nghe máy bật mất. Ui, tin sao đi, tin sao đây? Sao ai cũng hẹn cái ngày mai thế nhỉ? Chừng lẽ không lẽ là cái cánh quen thuộc ở trong dạ và ư? Tôi quá nhất phì, anh có rảnh không? Hả? Mà anh không có rảnh, đừng có tìm anh nữa. Hả? Em chỉ muốn nhờ anh đưa hồ sơ này tốt mà. Ai không được, không được. Như thế tuyệt đối không được rồi. Nó bị phát hiện đi với nhiều cô gái thì mình chết chắc thôi. Nhất Phi, em van anh đi. Ngày mai anh không rảnh. Quy định rồi. Dù cho Dân Dân có quan này thế nào thì mình cũng phải từ chối nhất định. Thì phải có thứ tự trước đến sau chứ. Để cho cô ta biết Lý Nhất Phi dù là chức quen thì cũng có tù nghiêm. Không phải là muốn sai đi đâu thì đi đó. Bây giờ dần, ngày mai anh dân số quy này đã giảm mạnh rồi, các ông làm như thế hả? Giám đốc vô dụng như các ông, có phải là muốn nhìn đối cái hay không? Tất cả ra ngoài mâu. Lấy như phì à, anh tìm tôi có việc. Xin lỗi, tổng là đã làm phiền rồi. Ây chà, rắc rối rồi, tên sao đây ta? Tăng cả mình thứ từ chối Lâm Quỳnh xem. Sợ cảnh sát, anh nói sao? Anh nói anh ta không chịu gặp à? Anh ta chết chắc là em tốn được thì nó phải đến 100 rồi. Lê Nhân Phi, sắc mặt của anh sao khó thế? Nè mày nói thật cho ta đi, sao lần nào cũng thấy mày ta cũng đen vậy? Húi. Tạm biệt nhé, mình thử đổi người khác vậy. Nhân Phi nghe nói anh có việc tìm em. Anh là có việc gì thế? Ôi cười tươi xinh như hoa, không có cách nào để nhìn thẳng, không có cách nào để từ chối. Đúng là nụ cười cốt nữ thần. Dạ không nói ra được rồi, mình là chết chắc rồi. Tại một nhà kho ở ngoài ô. Nè, mày ở chỗ của tao lâu như thế cũng phải thương một chút tiền thừa có đúng chưa? Giết tao giết một tên đi. Hả? Mày lại muốn sao? Giết tao giết cái tên này, tao sẽ cho bọn mày biết hành trình của nó. Nó phá kế hoạch nuốt Hoa Dương, dùng thuốc đoán làm ăn bình thường cũng không xong. Hả? Là nó à? Tổng thiếu, tao sẽ giúp mày. Hả? Mày biết nó sao? Việc này không liên quan tới mày.
Cơ hội ta tới thì huyết làng huyết hồ. Lần này bổn mày ra mặt. Tôi bị thử, chị hai làm phiền rồi. San San, em đến đúng lúc lắm, chị và Nhóc Phi vừa làm cơm xong. Xem ra, em đến đúng lúc, lần này lại có khẩu phúc rồi. À San San, em tới rồi. Sao cảm giác này quen thế nhỉ? Nè Hứa Phi Phi, cái con này cũng có giọng mốt bấn bữa của gốc Tết hả? San San, lần này em đến để ở bao lâu? Em dự tính ở lại một tuần. À San San à, em đưa hành lý đây, anh đưa vào phòng cho. À cảm ơn anh rỡ, em tự làm được. Hả? Không lẽ em ấy còn thấy khó xử chuyện lần trước. À sau cơm tối, chị à, em hơi mệt, em nghỉ cái trước đây. À được rồi. Là thật, sao nó không gây sự như mọi ngày? Có vẻ hơi khác thường đấy. Nhưng mà chúng ta cần phải cẩn trọng, nó rất là rành mảnh. À hiểu rồi. Khuya 12 giờ. Là thật. Vậy chúng ta nhìn nhộn rồi, sao lần này nó đến lại yên tĩnh như thế chưa? Chị à, em muốn nấu nước cho chị rồi nè. Không được, không được. Đừng có quên rằng nó lần trước đập pha đám thế này, vì đã được phòng em quyết định. Chúng ta khởi động kế hoạch vừa, thứ bảy đi hẹn hò, giả, để làm San San không nghi ngờ gì nữa. À, hẹn hò gì? Dĩ nhiên là giáo bộ hẹn hò rồi, anh không muốn. À, anh không phải là ý này. Nơi vô hôm đó mọi người gặp mặt nhau thì khó xử rồi đây. Tình cờ thế anh đi với Hứa Tổng mua đồ. Nếu như để cho Hứa Tổng bị bắt gặp thì tình cờ thế anh đã đi hẹn với họ với Hứa Tổng. Và mọi chuyện sẽ tiêu tàn hơn. À không được, mình lần này phải từ chối dịnh cắn việc này xảy ra. Hứa Tổng à, giáo bộ hẹn hò thời quá. Nó bị mọi người phát hiện giữa chúng đông người thì danh dự của chúng ta sẽ không còn. Việc này đừng nhắc nữa, chúng ta nghỉ cách khác đi. Xong việc này thì sẽ điều anh đến phòng hòa chính toàn gái sinh. Nhìn nhận điều dấu và anh thích hẹn hò. Tớ quyết định như vậy đi. Hả? Chịt chạ, phản ứng không kiểm soát của cơ thể. Tiêu tiêu rồi. Sáng sớm hôm sau. Ui, đã đi sáng rồi mà hôm nay phải bắt đầu. Cả đêm không ngủ đã nghĩ ra một kế hoạch vẹn toàn. Đợi ta chiến hẹn hò đã bắt đầu rồi. Hôm sau, giây phút này cuối cùng đã tới rồi. Mình không được thất bại, vì thất bại thì sẽ mất sạch tất cả. Anh rỡ bọn em ở đây nè. Wow, xinh quá đi mất. Hốt gỡ đâu ra vậy? À không có gì, anh với chị em là vợ chồng mà. Anh rỡ hết lần này phiền anh. À anh đi đổ xe bọn em vào quán cà phê đi anh nhé. À được. Lần này đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch rồi. Cùng lúc giải quyết tất cả các vấn đề đó chính là hẹn lúc gặp các em gái luôn. Ở mùng hơn anh tới rồi đó em đợi lâu. À, chúng ta vào quán kèm ngồi nhé. À được. À Nhấp Phi anh tới rồi. Dĩ nhiên là muốn hoàn thành kế hoạch phải tốn chút sức rồi. Hả? À điện thoại anh đã quên trên xe. Anh đi lấy đi, mong hơn đợi anh đó. Dân. Một cớ đó là Dương Đông Kích Tì. Tất cả các em ấy hít ra. Wow, người đẹp đâu rồi? Thật là cao thủ thần bị ẩn, Lý Nhóc Phi sao còn chưa tới chưa? Cái này, Lan Quỳnh à, bên này, bên này. Hả, sao chỉ có một mình anh? Cao thủ bị ẩn đâu? À, cao thủ bị ẩn đà bên đó, hơi thẹn thùng. Anh đây đã, để anh đi gọi anh ta qua đây. Không xong rồi, cách Lâm Quỳnh quá gần. Bây giờ mà Lâm Quỳnh về gần dình nhất, mà tách hai người ra trước, thì nếu như không là hết trời luôn. Thật là Lý Nhất Phi là chạy đâu mất rồi. Quỷ có người hẹn họ. Ấy chà, có tôi bị ẩn hiểu lầm mình rồi. Thật ra mình chỉ muốn bái sự học ngợ, không phải là hẹn hò. Ờ, có tôi bị ẩn. Anh đi đâu thế? Đứng lại. Đi đã. Phải dù em ấy ra sao một chút. Là thật giọng nói này của anh sao quen thế? Em tìm anh cái việc gì? Em muốn làm đồ đệ của anh. Làm đồ đệ à? Anh cứ yêu cầu cào làm đấy. Em có không, có vẻ như không phù hợp yêu cầu của anh. Em có tự tin đó. Hồi không xong rồi, em ấy kéo vải xuống rồi. Xin hãy nhận em làm đồ đệ. Anh là. Vậy em đã chuẩn bị xong chưa? Anh là cao thủ bí ẩn. Ôi xa, cuối cùng đã tìm để em tìm được anh. Cao thủ bí ẩn. Xin anh đừng làm phiền như thế chứ. À, đã để cho em tìm được. Vậy chỉ còn cách nhận em lộ đề thôi.
Ở đừng mà ui giấc mơ của mình. Tại sao anh lại mang mặt nạ chứ? Hả? Em không tin sao? Anh nhân danh kiếm ưng bạn của phụ nữ. Người đẹp à, nghe nói em muốn làm đồ đĩa của anh. Ôi cái lưng này bóng, đúng là các thủ bí ẩn rồi. À đúng, đúng thế. Ờ không xong rồi, mình rất ngồi quá lâu, chắc là dình dình và hay mộng hơn hối mình rồi. À em hãy nhận em là đồ đĩa đi mà. Hả? Không được, nói như mình bị Lâm Quỳnh giữ lại là chết co rồi. Em xác định chưa? Anh hỏi em tại sao em lại muốn bái anh làm sư phụ? Dĩ nhiên là đã học bản lĩnh tướng phạt tiền ác. Có thật thế không? Sao? Công danh lợi lịch, tiền của danh dự. Cái gì? Có thật là tưởng tiền phạt ác, hay là vì thỏa mãn dục vọng của lòng trong lòng của em? Trong lòng mình đang có mong cầu những thứ này sao? Em đang mong cầu điều gì? Điều gì bảo em là quan sát? Ui, mình đang nói lung tung cái quái gì thế này? Đừng đứng tại đó tự hối lương tâm của em đi. Ui, đồng kịch cũng đâu còn phải quá đáng như thế chứ. Thật ra là vì mình. Điều gì đây? Nè, hãy nghĩ cho kỹ rồi nói cho anh biết. Ui, cả tôi bị ẩn, anh đi đâu thế? Em nghĩ thông thì anh sẽ xuất hiện cạnh em ngay. Ui, kỹ năng chốt đất chống tốc độ siêu cấp. Không xong rồi, dần dần gọi tới rồi, lẹ lên. Thật là anh ta đã đi đâu nhỉ? À, thấy họ rồi, mày quá. Hả, tình cờ thế Lý Nhất Phi cũng ở đây à? Ôi sao em lại xuất hiện ở đây? Có hồ sơ còn gặp anh sao hả? Anh mắc mình à, là đi cứu ai thế? Ủa, Hà Tông Giám, Hà Vương Thiến gì đó à, hình như đang hẹn hò với bạn trai. Tên đó che mặt chắc không phải là kiến thức tốt lành gì đâu. Mặc họ thì Nhất Phi chăm thôi đấy, đỡ anh để gọi anh ta tiếp. Hồng bè là cách gần thế này thì điện thoại mình rèo lên sẽ bị nghe thấy mất. Mình phải nghĩ cách. À có rồi, em nói đúng đấy. Em yêu, anh đến là để cứu em. Anh à, sao lại giữa đông người? Hay quá, quấy ngất rồi. Đúng là vì xấu hổ, gọi điện đã. Hello, xin lỗi vì đã kề xì chút đá em đợi lâu rồi. À sao anh chậm thế? Anh xin lỗi, không tìm được chỗ đậu xe. Ôi may mà, trong một giây qua kịp đây. À dần dần à, xin lỗi nha. Anh thiệt là ý tồi mộ hơn. Dấu cuộc là anh có chịu nghiêm túc hay không đây? Nhất định là vì mình đi lâu nên ra đi tìm mình đi rồi. Cứ thế này, cứ như thế này sẽ bị phát hiện mà thôi. Không xong rồi. Nè Lý Nhất Phi, anh nhìn đi đâu thế? Cô ta sắp nhìn qua đây rồi. Dần dần chế tầm mắt của Tô Mộ Hoàng kìa. Tất ra hôm nay là kỷ niệm 3 năm trước tật bèn biết. Vì anh đã chuẩn bị cho em bất ngờ nên đến muộn. Hả? Cái gì mà 3 năm? À, anh là gì thế? Lưng cô gái lúc nãy rất giống Dình Dình. Ôi, may mà cô ta không nhìn thấy. Nè đi Giang Phi à, anh có gì bất ngờ nói ra cho rõ xem nào. Xem nào. Em hãy đợi một lát nhé, anh đi đi lấy. À Mộng Hân, xem lại ra đi. Ở trong quán buồn quá, chúng ta đi vào thôi. Mình tại sao lại làm cảnh sát chứ? Lòng mình... Hả? Những người này sẽ nhìn quen mà thế? À nhớ ra rồi. Cô ta là hôm qua phụ hôm đó đi mà. Đứng lại đó cho tôi. Tôi nữ giải quyết ra đi. Cơ hội không được gián đoạn. Rõ. Chịu chết đi. Tình cờ thời đấy chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này sẽ mày chạy đi đâu? Tôi không cho phép. Mày muốn làm cái gì thì làm. Tại sân bay à, cuối cùng đã đến Nghiệp Thành rồi. Sẽ đến nhà cô Dành Dành rồi. Phải đó, lần này hai chúng ta phải âm thầm đến nhà nó. Để ta bất ngờ cho nó. À đã trúng đồng hành lì lúc đó nó sẽ giật mình. Lúc đó thì không biết nét mặt của nó thế nào. Đợi lát nữa thì sau khi chúng ta về nhà thì anh sẽ xuất hiện bất ngờ. Bảo đảm bọn nhỏ sẽ giật mình. Nè ông chẳng kết thúc sáng tạo gì cả. Vậy thì bà có ý gì hay hơn hay không?
Hay là chúng ta cốc lì quà màn hay bát màn đi gặp các con? À, muốn phiên bản SM như trên đầy hưởng. Ông đợi đây nha, tôi đi xem hành trình. À, vậy cảm ơn cô. Hứa Quốc Quân. Được rồi, ông ơi. Ủa, lúc nãy bà Hứa vốn là không biết. Đúng là vốn dĩ là đã đừng đi di chuyển rồi mà. Trong khi đó Hứa Trung Quốc thì đã lạc ở trong biển người. Đến đây. Chạy đi. Có sơ hở rồi. Muốn lên lấy sao? Muốn công hạ bạn của tao sao? Quá mạnh rồi. Mọi người đều nhanh hơn mình. Mình phải bỏ chạy. Dốt cuộc là khát vọng của em là gì? Điều gì đó làm em đi con đường này vậy? Mày lần này tao không chạy đâu. Lý tưởng của tao là một cảnh sát tốt. Nói lớn có ích gì cho chiêu chết đi. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Bên vừa cháy khúc gỗ, à có rồi. Nào đâu, đi đâu mất rồi. Chờ tiệc mà. Đừng có trông trên nữa, con lính thì ra đây đánh với tao. Cảnh sát bộ ngoài chỉ rút, làm rùa rút cổ thôi sao? Tao tới đi. Tao sẽ không đánh né nữa đâu. Sao cơ? Ở bên này thì anh đó sao lại chạy chậm chạp như thế? Xe đổ ở đầu cũng lâu nữa. Nơi cảnh sát lần trước là sao thế? Vẫn chưa rõ là chuyện gì. À, em nói Long Quỳnh à, cô ta không nhận ra anh. Nhưng mà anh cũng hơi lo. Cô ta thì tình cách nông nảy là không rõ đầu rồi. Nếu như gặp mà nguy hiểm thì sẽ xảy ra chuyện. Sẽ trở nên giống như anh. Tôi đi thử, chúng ta còn phải đi xem xung quanh nào. Tôi đi thử à, đừng có thấy chưa, người ta không thấy đâu. À được đấy,